Dạ, em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại video 783 của shop em nha các anh. Và tiếp tục video tối hôm nay thì em sẽ lên một ít mẫu phụ kiện như là cước câu. Cước câu thì em có phân ra những cái combo như trên video nha các anh. Và những con máy hàng mới về luôn. Đấy, mới về nóng hổi luôn nha các anh. Những con máy để các anh vừa câu vừa sưu tầm này. Dòng Daiwa Procaster EX 9000S nha các anh. Vừa câu vừa sưu tầm luôn. Máy rất là đẹp nha các anh. Và những con máy size to, size tầm 14-16.000 để mà mình đánh bạo lực câu đáy nha các anh. Những dòng máy câu sưu tầm này Shimano Daiwa, dòng Million 7G cực kỳ đẹp luôn. Và những cây cần tay rất là VIP nha các anh. Cần tay hàng tuyển chọn, đấy, hàng mới về hôm nay. Và kênh em thì bên shop em hàng về liên tục rất là nhiều, cả máy và cả cần. Nào, các anh cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các anh. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship nha các anh. Phí ship mỗi đơn cần sẽ là 40.000, còn đơn máy, đơn phụ kiện sẽ là 30.000 một đơn. Và đối với những cái đơn phụ kiện á, như là dù và những cái mã lưỡi câu này, cước câu này á, thì em xin phép là trên 500.000 mới miễn phí ship nha các anh. Đấy, còn mỗi đơn phụ kiện, mỗi đơn máy là 30.000 một đơn ạ. Và anh nào đặt hàng vô lòng liên hệ em qua số điện thoại ghim bên góc trái màn hình là 0933 111 365 nha các anh. Đấy, có số điện thoại và có số video luôn ạ. Và đầu tiên sẽ một cây cần Fly. Cần Fly 4 khúc, dạng cần Fly du lịch nha các anh. Đấy, Fly 4 khúc nè, đa qua. Chiều dài của cây này sẽ là 2m28. 4 khúc tất cả, hàng Đài Loan xuất sang Nhật. Và cây này có độ cứng là từ thân 3 đến thân 4 ạ. Có mã có tem vàng. Cứng thân 3 đến thân 4 nha các anh. Chất liệu carbon. Độ mới thì cây này nó khoảng tầm là 85-90% nha. 85-90%. Đây là bát zin của cần ạ. Bát zin. Tay cầm cán gỗ bần. Và khuyên thì Fuji loại sứ đen nha các anh. Khuyên cái, nó chỉ có một khuyên cái duy nhất là khuyên Fuji sứ đen. Còn lại sẽ là khuyên kim loại như này. Dòng khuyên kim loại như này nha. Đây là nguyên zin của cần ạ. Nguyên zin của cần. Full carbon nha các anh. Nguyên zin, cần Fly nó sẽ như vậy. Còn nếu mà các anh muốn dùng để câu lua thì mình về mình lên lại khuyên lua nha. Mình lên khuyên lua rồi mình câu. Rất là tiện vì 2m28 nhờ 4 khúc như này á, mình di chuyển rất là tiện luôn nha các anh. Ba lô, cốp xe, vali đều được nè. 2m28, 4 khúc. Và ngọn cần. Ngọn cần sẽ là 1 ly 3, ngọn 1.3 ly, trọng lượng 52g. Dòng Fly này thì rất là nhẹ. Nếu mà các anh thay khuyên lua vào á, thì nó chắc cũng trên dưới 100g thôi. Không quá nặng đâu ạ. Và mã cần số 1 giá 750.000. Mã số 1 cây này sẽ có giá là 750.000. Có túi zin đa qua đi kèm. Và tiếp theo số 2 ạ. Số 2 này, Shimano nha các anh. Có tem vàng đầy đủ và chiều dài của cây này sẽ là 3m. Chiều dài 3m, tay cầm được vào quấn chỉ nè. Dạng xi vàng nha các anh. Xi vàng nó khúc. Và cần cũng có túi luôn, có túi đi kèm. Nắp chụp thì chỉ còn một cái nắp bên này thôi. Nó bị rơi một cái nha các anh. Thì tình trạng cần về như này em sẽ báo như vậy. Và giá thì cũng đã theo tình trạng cần hết ạ. Xi vàng 3m, 4 lóng tất cả ạ. 4 lóng. Các lóng đều nguyên zin nha các anh. Nguyên zin theo cần này. Và không hao hụt gì hết. Đầu bu của cây này nó xoay 360 độ chống xoắn nha các anh. Mình buộc cước trực tiếp vào đây nha. Không có cần buộc vào dây dù ạ. Đây là đầu bu nguyên zin của cần. Buộc trực tiếp vào đây. Cần tay xi vàng 3m ráp khúc ạ. Và cây này có trọng lượng là 90g nha các anh. Trọng lượng 90g, 3m mà 90g thì cũng khá là nhẹ này. Và ngọn sẽ là 1 ly ạ. Cây này ngọn 1 ly, cứng tầm 3-3.5H. Mã cần số 2. Mã số 2 và giá cần sẽ là 950.000. Mã số 2 giá cần 950.000 ạ. Xi 3m. Và tiếp theo số 3 nha các anh. Số 3 sẽ một cây cần tay NFT ạ. Cần tay NFT, chiều dài cây này là 5m4 nha. 5m4, dòng NFT Power Lock. Đây mà các xem. NFT thì phô nó sẽ là phô xoắn vân rồi. Phô carbon xoắn vân. Và em thấy cây này riêng cái lóng ngoài là nó đã mới 90% rồi nha các. Đấy, lóng ngoài mới được 90%. Phần tay cầm này sẽ được làm nhám này. Cầm rất là chắc tay nha. Không có trơn trượt khi mà tay các anh ướt này. Có khuyên để mà mình buộc dây bảo hiểm luôn. NFT nguyên zin nguyên bản Power Lock dài 5m4 ạ. Và xem. Cái này là cần rút nha các anh. T Power Lock cần rút. Ngọn nguyên zin, ngọn 0.7 ly. Ngọn nguyên zin nha. Rất mới nha các anh. Cái này em thấy nước sơn còn rất là đẹp luôn. Xoắn vân từ lóng thứ 2. Full carbon xoắn vân ạ. Từ lóng thứ 2 trở đi ạ. Dài 5m4.
Và cần tay Nhật á, thì họ sẽ chủ yếu là câu cảm giác nha các, dùng kỹ thuật nhiều để mà chinh phục con cá. Cho nên là anh nào mà mình đam mê câu cảm giác, rất là thích dùng kỹ thuật thì tham khảo những cây cần tay Nhật này, đánh rất là hay nha các. Đánh rất hay. Mẻ T 5m4. Cần ra tương đối thẳng ạ. Tương đối thẳng và cây này nó cứng tầm là 3h nha các. Cứng 3h. Thích hợp đánh cảm giác nha. Ngọn 0.7 ly và trọng lượng sao 138 g. Mã cần số 3 ạ. Mã số 3 và giá cái này sẽ là 1.800.000. Mã số 3 giá 1.800.000 nha các. Có túi NFT đi kèm. Và những cái cây này là vì hàng bãi về cho nên là cây nào mà còn nắp chụp thì em sẽ báo ở trên video và em gửi kèm cho các anh nha. Còn cây nào không có thì các anh thông cảm. Và tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây NFT luôn nha các anh. NFT dòng Power Lock chiều dài 5m4, tay cầm cũng được quấn chỉ ạ. Tay cầm được quấn chỉ luôn. Và gốc cần sẽ là 16.4 ly. NFT Power Lock ạ, phôi carbon xoắn vân. Power Lock luôn nha các. Và ngọn của cây này sẽ là, em sẽ đo trực tiếp anh các anh nhé. Ngọn cây này là 0.8 ly. Ngọn còn 0.8 ly. Còn tay Nhật thì mình chủ yếu đánh cảm giác và chính nha các. Phôi carbon xoắn. Tới lóng thứ ba thì nó sẽ xoắn vân nha các. Xoắn vân. Ngoại hình thì như trên video nha. Video quay như này em sẽ gửi cho các anh như vậy. Và mình nhận hàng, mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em ạ. Không dập không gãy nè. Cái này nó cũng dính vài vết xước lông mèo nha các. Hàng bãi không tránh khỏi. Nhưng mà không xước sâu và không dập không gãy nha. Chỉ xước sơ bên trên lớp nước sơn thôi. 5m4. Độ cứng 3H. Ngọn cần rất là nảy nha các. Cứng 3H. Ngọn nảy tốt nè. Thích hợp câu cảm giác. Ngọn sẽ là 0.8 ly ạ. Ngọn còn 0.8 ly. Này T Power Lock. Và trọng lượng của cây này là, và ngọn cây này là 0.8, trọng lượng 152 g. Mã cần số 4 nha các anh. NFT Power Lock. Mã số 4 giá 1.650.000. Mã cần số 4 giá 1.650.000 ạ. Và tiếp theo số 5. Số 5 sẽ một mẫu cần tay rất khúc của Shimano luôn nha các anh. Shimano và chiều dài của cây này sẽ là 2m7. Chiều dài cần 2m7, có tem vàng đầy đủ nè. Cây này thì không ghi chữ Shimano nha các anh. Nhưng mà đây, các anh nhìn nha. Xi vàng, bản xi vàng nó chỉ khác màu nước sơn một tí thôi. Shimano nha các, dài 2m7 nè, cần sẽ có tổng cộng là 4 lóng tất cả. Tổng cộng 4 lóng ạ. Đầu bu cây này nguyên zin luôn nha các, xoay 360 độ chống xoắn ạ. Xoay 360 độ chống xoắn. Và cây này thì cái phần ngọn cần này. Ở bên Nhật họ câu á, khi họ câu họ quấn chỉ, họ quấn thêm chỉ thêm cước từ đầu ngọn cho đến đây nha các. Từ đầu ngọn cho đến đây. Để mà tăng cái độ chịu lực của ngọn thôi. Chứ ngọn thì không dập không gãy gì cả. Và em đã tháo cái chỉ đó ra rồi. Em tháo ra rồi nha các. Đấy thì nó chỉ còn vài cái vết keo này. Còn dính vài cái vết keo thôi. Này, mời các anh xem nha. Không dập không gãy nha. Nếu mà dập gãy thì em chỉ cần cong nhẹ là nó sẽ nổ rồi. Không dập không gãy. Cho họ quấn để mà tăng cái độ chịu lực của cần. Khi mà dòng cá thôi. Đấy, nếu mà mình muốn thẩm mỹ hơn thì các anh sơn nhẹ lại cái vết màu đen một tí. Có nút cao su ạ. Shimano 2m7. Và cây này ngọn cần là 1.1 ly nha các anh. Ngọn 1.1 ly, độ cứng tầm là 3.5 đến 4h ạ. Cứng đều 3.5-4h. Và trọng lượng của cần sẽ là 55 g ạ. 55 g. Mã cần số 5. Giá cây này là 650.000. Mã số 5 giá cần 650.000 ạ. Và tiếp theo số 6 nha các anh. Số 6 sẽ một cây cần tay rắp khúc. Chiều dài của cây này là 4m8 ạ. Chiều dài cần 4m8. Đây mời các anh xem, 4m8 nha. Cây này nó sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả. Tổng cộng 5 lóng nha các anh. Này, màu nước sơn đây. Phôi là carbon và màu nước sơn nó giả vân chút ạ. Carbon giả vân chút, dài 4m8 và cây này có độ cứng là 3H nha các. Độ cứng 3H, tay cầm được quấn chỉ, quấn dây mây nè. Cứng 3H. Carbon giả chút. Carbon giả chút. Các phôi lóng thì đều nguyên zin hết nha các. Đều nguyên zin. Và ngọn cần sẽ là 0.9 ly. Cây này có trọng lượng là 93 g. Độ cứng 3H ạ. Và mã cần số 6. Mã số 6 cây này sẽ có giá là 690.000. Dài 4m8 nha các. Mã số 6 giá 690.000 ạ. Và tiếp theo số 7. Số 7 sau một cây cần tay rắc khúc chiều dài 4m2.
cần câu tay rất hút luôn nha các. Giờ 4m2 nè, cái này cũng là phôi phôi carbon giả trúc nha, carbon giả trúc. Cần có tổng cộng là 5 lóng tất cả. 4m2, 5 lóng nha các. Ôi em nhầm, cái cây vừa rồi em lên là 4m2 luôn chứ không phải là 4m8 nha các. Cái này cũng là 4m2 nè. 4m2, cây số 6 á. 4m2. Tiếp theo là số 7, số 7 một cây rắc cút 4m2 ạ. Phôi carbon giả trúc, tay cầm quấn chỉ nè, có nút cao su. Carbon giả trúc cho mình ạ. Và ngọn của cây này là 0.8 ly, ngọn cần 0.8 ly, cứng tầm 3H nha các. Ngọn 0.8, độ cứng 3H và trọng lượng của con sẽ là 98g. Ngoại hình thì còn tổng quan được 85% nè. 85-90. 85-90 nha các. Có lóng cũng còn sáng, cũng còn đẹp được 90 ạ. Và mã cần số 7. Mã số 7 giá cái này sẽ là 650.000. Mã số 7 giá cần 650.000. Có túi đi kèm. Và tiếp theo mã số 8 cho một mẫu cần tay siêu nhẹ nha các. Siêu nhẹ luôn, để canh câu số nha của Daiwa. Và chiều dài của cây này sẽ là 4m ạ. Chiều dài cần 4m, siêu nhẹ, chỉ có 90g thôi. 4m, 90g nha các. Bản này là của China sản xuất nha, xuất sang Nhật, có mã có tem vàng đầy đủ luôn. Và hàng xuất Nhật thì canh cứ yên tâm, vì hàng sản xuất đạt tiêu chuẩn của Nhật mới xuất sang được nha. Daiwa China xuất Nhật ạ. Chiều dài 4m. Và ngọn cần sẽ là ngọn 0.8 ly, ngọn long phụng ạ. Ngọn 0.8 ly, carbon xoắn nha các. Nó chỉ xây xước mỗi lóng ngoài vì hàng vận chuyển về á, nó có va chạm nhẹ là có xây xước các lóng, cái lóng bên ngoài. Còn em thấy ba lóng bên trong thì sáng mới nè. 90-95% ba lóng ở bên trong nha. 4m, ngọn nảy rất là tốt nha các. Cây này nó cứng đều 3.5H, không võng, cần ra thẳng không võng, 3.5H ạ. Đấy, vừa nhẹ vừa cứng nha. 4m, trọng lượng chỉ có 90g thôi. Và mã số cần là số 8, giá 1.750.000. Mã cần số 8 giá 1.750.000 ạ. Cần câu tay đai qua. Và tiếp theo mã số 9 nha các anh. Số 9 sau một cây Ryobi ạ. Một cây cần tay Ryobi, chiều dài cây này là 6m3. Quá đẹp luôn nha các anh. Quá đẹp luôn, dòng Fisher Way nè. Ryobi 6m3. Phần tay cầm sẽ được quấn chỉ và quấn dây mây như này. Quấn chỉ quấn dây mây. Và cây này thì nó sẽ có túi, có nắp chụp đi kèm nguyên zin nha các. Có cả túi và nắp chụp đi kèm. Carbon xoắn phôi rất đẹp luôn, mới kem. 6m3 nhưng mà trọng lượng thì chỉ có 180g thôi, khá là nhẹ. Ngọn là 0.7 ly, ngọn nguyên zin ạ. Trọng lượng 180g. Carbon xoắn từ lóng thứ hai. Và cây này quá mới nha các, 90-95% cây này. Dài 6m3 nè. Đánh cảm giác nha. Cần tay Nhật mình câu cảm giác là chính ạ. Các lóng, lóng nào cũng còn rất là đẹp nha các. Phôi carbon xoắn. Và cái vân xoắn của cái dòng này á, nó xoắn, nó kiểu xoắn vân như là NFT ấy. Nhưng mà nó xoắn đẹp hơn rất là nhiều. Ryobi nha các. Vừa câu vừa sưu tầm nè. Anh nào đam mê cảm giác thì câu những cái này rất là hợp lý luôn. Còn không thì mình để sưu tầm nha, còn rất là mới. Ryobi và độ cứng của cần khoảng tầm là 2.5-3H ạ. Phù hợp câu cảm giác 2.5-3H. Ngọn sẽ là 0.7 ly, trọng lượng là 180g, 6m3 như này khá nhẹ ạ. Mã số cần là mã số 9. Mã cần số 9 giá sẽ là 1.850.000. Mã số 9 giá cần 1.850. Có túi và nắp chụp đi kèm. Tiếp theo số 10 ạ. Số 10 sẽ là một cây cần câu tay đa qua 6m3 nha các. Cần câu tay đa qua 6m3. 6m3 nhưng mà cây này nó có trọng lượng là 218g ạ. 218g. Họ có chế cái cước để mà các anh buộc dây bảo hiểm nè. Tay cầm được uốn chỉ. 6m3, 218g nha. Và màu sơn và phôi của con á, sẽ là phôi carbon nha các. Phôi carbon. Đọt này là đọt nguyên zin luôn. Đọt 0.8 ly. 0.8 ly ạ. Carbon xoắn từ lóng ngọn nha các. Xoắn tất cả các lóng. Cái màu nước sơn của cây này nó cũng đẹp, nó dạng giả trúc luôn nha các. Cũng là dạng giả trúc cho mình. Màu sơn khá sáng ạ. Chiều dài 6m3, ngọn cần sẽ là 0.7 ly và trọng lượng là 218g. Những cây này đều câu cảm giác hết nha các. Cây này cứng tầm 2.5-3H.
Và mã số cân là mã số 10 ạ. Mã cân số 10 có giá là 1.650.000. Mã số 10 giá cân là 1.650.000 ạ. Cần câu tay lóng dài nha các. Và tiếp theo mã số 11. 11 cần tay lóng dài Suyumi, dài 36, màu nước sơn sẽ là xanh rêu như này. Suyumi 36 nha các. Lóng dài luôn. Cái này thì ngọn sẽ là 1 ly nha các. Ngọn 1 ly. Trọng lượng 93 g. Mương suối rất là thích hợp nè, họ có một câu chô chép nhỏ đánh giải trí. Ao hồ gần nhà, cá rô cá diếc đều được. Đọt của nó xanh rêu luôn nha các, nguyên zin này, đọt màu xanh rêu luôn. Suyumi 36 ạ, đọt 1 ly, trọng lượng là 93 g và cần ra rất là thẳng nha các. Nó ra thẳng, nảy rất là tốt, độ cứng là cứng đều 3.5 đến 4H ạ. Và mã số cần mã 11 nha các, mã cần 11, cây này sẽ có giá là 550.000. Mã cần số 11 giá 550.000 ạ, Suyumi 36 nè. Và tiếp theo số 12 nha các. 12 sẽ một cây cần câu tay lóng dài, chiều dài 4m5. Chiều dài 4m5 có tem đầy đủ, tay cầm sẽ được uốn chỉ nha. Tay cầm uốn chỉ. Và ngọn cần là 0.8 ly ạ. Ngọn cần 0.8 ly. Các lóng còn đẹp nha các. Các lóng còn đẹp nè. Carbon xoắn từ lóng thứ hai. Xoắn từ lóng thứ hai và 4m5 thì sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả. 4m5. 5 lóng nha các. Cái này cứng 3H ạ. Độ cứng 3H. Còn ra cũng khá là thẳng nha các. Ngọn cây này thì mình thấy ra thẳng nè. Nảy cũng tốt luôn, không võng. Không võng nha. Độ mới 85-90%. Ngọn 0.8, trọng lượng cần sẽ 102 g ạ. Và mã cần số 12. Mã cần 12 cây này có giá là 550.000, chiều dài 4m5. Mã 12 giá 550. Tiếp theo số 13 nha các. Số 13 tiếp tục là một cây 4m5. Cần tay lóng dài 4m5 luôn ạ. Dòng nhờ Roya Carbon nha các. Roya Carbon, tay cầm quấn chỉ quấn dây mây nè. Dòng 4m5. Có nắp chụp đi kèm. Có nắp chụp nha các. Và ngọn cần sẽ là 0.8 ly ạ. 0.8 ly. Đọt long phụ. Cũng 5 lóng tất cả. 5 lóng nha các. Năm lóng, phôi carbon xoắn. Tất cả các lóng luôn ạ. Ngọn 0.8, cây này cứng tầm là 2.5 đến 3H ạ. Độ cứng 2.5 đến 3H. Ra thẳng nha các, ra thẳng không võng. Dài 4m5, có nắp chụp nha. Cây nào có thì em sẽ gửi kèm cho các anh đầy đủ. Còn không có thì mình thông cảm giúp em. Vì hàng bãi nha các, hàng bãi. Trọng lượng của cây này là 95 g. Mã cần số 13 nha. Mã 13 giá 550.000. Mã cần 13 giá 550 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên phụ kiện và máy câu nha các. Đầu tiên là lên máy câu nè. Con máy đầu tiên quá đẹp để sưu tầm luôn ạ. Đa qua dòng mini mai nè. Đa qua bản gold nha các. Mới keng luôn, hàng Japan. Hàng Japan. Và con máy này chạy hai bạc đạn nha các. Hai bạc đạn đổi tay quay trái phải đều được. Vòng tua của máy sao 4.4 ạ. Vòng tua 4.4. Thông số cước thì khoảng tầm cước 1 nó vào được 145m nè. 1.5 vào 100, 2 chấm thì vào 85m. Sai thực tầm 1.000 đến 1.500 nha các. Máy trong lòng bàn tay như này. Trong lòng bàn tay nha. Mới, đẹp, thích hợp sưu tầm. Gai cước rất là nhạy luôn. Rất nhạy. Cối là cối sóng nha các. Cối sóng và khi mà xoay nó sẽ có tiếng kêu nè. Cối kim loại. Toàn thân máy là kim loại hết. Con lăn. Quá đẹp luôn nha các. Gạt cước vẫn còn hoạt động tốt nè. Mọi chức năng máy hoạt động ổn định hết. Và khi mà mình xoay thì nó sẽ có tiếng kêu. Một chiều có chốt chặn đầy đủ. Còn đây là hai chiều ạ. Rất là hiếm nha các. Rất hiếm. Bản gold này thì quá đẹp rồi. Anh nhìn ốc vít nè. Còn sáng hết. Đòi qua Japan. Mã máy số 1 ạ. Mã số 1 của máy này sẽ có giá là 500.000. Mã máy số 1 giá 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 2. Số 2 là một con máy Shimano nha các. Shimano dòng Enos XT 3000. Enos XT 3000. Dòng máy này thì thân máy sẽ là carbon. Nó sẽ nhẹ. Còn cối là cối kim loại nên là rất là chắc chắn ạ. Rất chắc chắn. Cối sóng này khi xoay có tiếng lưỡi gà. Gai cước nhạy nha các. Còn lăn sáng, hoạt động ổn định nha. Và
cái phần tay quay này cũng là kim loại luôn. Tay quay kim loại có thể gập gọn được như này. Đổi tay trái phải nha các anh. Hàng Malaysia xuất sang Nhật. Khi xoay một chiều chốt chặn sẽ có chế độ phanh nhanh. Đấy, các anh hay gọi là thắng ABS đây. Phanh nhanh nha các anh. Lua thì quá mượt mà rồi. Còn nào câu đơn câu ngâm đánh lan xê câu sông hồ cũng khá là ok ạ. Cước số 2 sẽ vào được 220m, cước 350 và cước 4 vào được 100 ạ. Mã máy số 2 giá 750.000, Shimano Enos XT 3000, mã số 2 giá 750. Và tiếp theo số 3. Số 3 một con máy quá đẹp để sưu tầm luôn nha các anh. Hôm nay về toàn là máy đẹp, máy hàng tuyển đây. Daiwa Procaster EX 9000S ạ. EX 9000S nha các anh, máy chạy hai bạc đạn. Chạy hai bạc đạn nha. Máy này thì là dạng máy cối tĩnh. Máy cối tĩnh. Đấy, cối nông nhưng mà mô bin tĩnh nha các anh, là khi mà các anh mình đóng cá là mình chỉ kéo vào thôi. Máy này là máy cối tĩnh các anh nha. Mình vẫn kéo cá vào được này, nhưng mà không cho cá chạy nha, không cho cá chạy. Và con máy này thì nó sẽ không có gạt cước. Không gạt cước nha các anh, đây là zin của máy chứ không phải là gãy nha. Đấy, không gạt cước. Con lăn đây. Con lăn còn đẹp nè. Máy Daiwa Procaster S9000 ạ. Khi mà các anh muốn lấy cối á, thì mình chỉ cần xoay ngược như thế này thôi. Xoay ngược chiều kim đồng hồ này. Xoay nhiều vòng thì nó sẽ ra nha các anh. Nhà máy này là máy cối tĩnh. Máy cối tĩnh nha. Và đi kèm sai dây dù bê. Nguyên một cuộn dây dù bê đầy luôn. Như đây chắc cũng hơn 200m nè. Hơn 200m dây dù bê. Hàng nội địa Nhật nha các anh. Máy tin Japan, con máy bên tay trái. Quay bên tay trái không đổi tay ạ. Và dòng này thì máy sẽ chạy hai bạc đạn. Hai bạc đạn không xào không lắc. Đây là hai chiều. Không xào nha các anh. Không xào và ngoại hình nước sơn rất là tốt luôn, 90-95%. Để sưu tầm thì quá đẹp ạ. Daiwa Japan rất là hiếm nha các anh, rất hiếm luôn. Lâu lâu mới về được một con máy đây. Và con máy này sẽ có mã số 3. Mã số 3 giá là 2.1 triệu nha các anh. Mã số 3 giá 2.100.000. Và tiếp theo số 4 ạ. Số 4 một con máy size cực kỳ to luôn. Con máy này size tầm 16-18.000. 16-18.000 nha các anh. Các anh xem cái thông số cước này. Cước 12-280m, 14-255, 16-220, còn 18-200m ạ. Và cước 20 của nó thì vào được 180m luôn nha. Cước 20 cước quá to rồi, vào 180m. Vòng tua của máy 3.2 ạ. Trọng lượng là hơn 1kg. Máy này của Olympic nha các anh, dòng Y808. Là thông số cước nha. Vòng tua 3.2 nè. Hàng nội địa Nhật, dòng này thì máy full hợp kim rồi. Size 16-18.000, size to. Gạt cước nè. Rất chắc chắn nha các anh. Cực kỳ chắc chắn luôn, con lăn vẫn còn sáng ạ. Con lăn máy đẹp nha các anh. Và hoạt động đây, một chiều sẽ có chốt chặn, khi xoay có tiếng kêu. Còn đây là hai chiều của máy. Tay quay này có thể đổi bên nha các anh, đổi bên, đổi trái phải được. Olympic Y808 ạ. Máy chạy ba bạc đạn. Và máy này chạy ba bạc đạn nha các anh. Và mã máy số 4. Mã số 4 máy sẽ có giá là 1.950.000. Mã máy số 4 giá 1.950.000 ạ. Máy size to, size 16-18.000. Và tiếp theo thì cũng có một vài cụm dù nha các anh. Dây dù bê. Dây dù bê nè. Hàng không nối nha, không nối. Cụm này thì nó khoảng tầm là 150. 150 mét, trên dưới 150 mét nha các anh. Size dù thì tầm là 2 chấm. Size dù 2 chấm. Để các anh xem này, cái màu dù á. Màu dù rất là đẹp luôn. Màu dù này chưa sờn chưa cũ nha. Và không nối. Anh nhận hàng được kiểm tra này. Đấy, sợi dù vẫn còn đẹp. Vẫn còn rất là đẹp nha các anh. Và dây này, cuộn này sẽ có mã số 1 giá 200.000. Mã số 1 giá 200.000. Dây dù BE7 lấy từ những con máy hàng tuyển nha. Những máy sách tay về. Đấy, thì các anh cũng biết rồi, máy sách tay, máy tốt thì họ cũng sẽ dùng dây dù tốt. Và tiếp theo số 2 ạ. Số 2 sẽ là dây 2.2.5. 2.2.5, cuộn này cũng trên dưới 150m nha các anh. 150-170m. Nếu mà câu lua thì khoảng tầm 7-80m là đã quá nhiều rồi nha các anh. Nếu mà mình lấy để mà mình câu lua thì thoải mái. Còn câu sông, câu hồ đánh ngâm lăn xê thì cuộn này đánh cũng ok ạ. Nếu các anh vào máy 2.000-3.000 thì sẽ vào được đầy máy. Mã số 2 nè, mã số 2 sợi dù đẹp nha các anh.
không nối, giá 220.000, mã số 2 giá 220 ạ. Và tiếp theo số 3. Số 3 nha. Cuộn này size tầm 1.52 chấm nha các. 170 m tầm đấy. Trên dưới 170 m ạ. Hôm nay dù rất là đẹp nha các, dù hôm nay về cực kỳ sáng luôn. Cái sợi dù này nó còn mới, nó không có sờn hay cũ gì hết ạ. Và mã số 3 cuộn này có giá là 200.000, mã số 3 nha các, giá 200 ạ. Tiếp theo số 4. Số 4 size dù 1.5 đến 2 chấm nha. 1.5 2 chấm. Nói chung những dòng này các anh câu lưu hoặc ngâm đánh lăn xê đều được hết. Đánh thoải mái. Trên dưới 150 m ạ, và nó có nhiều màu này. Nếu mà mình câu biển á, câu biển thì khi mà xuống thì các anh sẽ đo được mét nước nha, đo được mét nước luôn. Các anh cứ yên tâm vì cái dòng này dù nó rất là dai, rất là bền. Khách em câu dứt biển nhưng mà chỉ dùng khoảng tầm 0.8 cho đến dây 1 chấm thôi. Đánh cho nó cảm giác. Và cuộn này mã số 4 nha các anh, mã số 4 giá 200.000. Mã dù số 4 giá 200. Tiếp theo số 5 và số 6 thì cuộn được hai cuộn to này. Cuộn này nó cũng 250 đến 300 m nha các anh. Dù to 250 đến 300 m, dù này tầm dù 3, dù 3 dù 4. Tầm dù 3 dù 4 nha các anh. Câu biển thì quá ok rồi, và ngâm lăn xê đánh lục cũng rất ok nè, 250 m. Trên dưới 250 m ạ. Và mã số 5, mã số 5 cuộn này giá 250.000, mã dù số 5 giá 250.000 ạ. Và tiếp theo số 6, cuộn này trên 300 m nha các anh. Trên 300 m, các anh nhìn nó ấy ra rất là to. Nếu mà mình vào máy tầm 8.000, 8-9.000 á thì sẽ vào đầy cuộn này. Vào đầy cuộn này nha các anh. Còn nếu mà máy tầm 4.000, tầm 4.000 thì sẽ vào được hai cuộn. 4.000 vào được hai cuộn. Size dù tầm 4 chấm ạ. Nhiều nha các anh, cuộn này thì rất là nhiều luôn. Và mã số 6, mã số 6 giá 320.000. Mã dù số 6 ạ, giá 320. Và tiếp theo thì em sẽ có một vài mẫu phụ kiện nha các anh. Đầu tiên là lưỡi câu. Lưỡi câu QH nha, QH An Japan nè. Cái này thì em bán combo không tách lẻ nữa nha các anh. Combo rồi. QH size số 8 này, lưỡi có ngạnh, form lưỡi đứng như này nha. Form lưỡi đứng, lưỡi câu có ngạnh. Size số 8, một vĩ là 15 lưỡi. Và size 7.5, size câu giết ạ. Form lưỡi câu giết nha. Size 7.5. Nếu như những cái combo này thì hàng về nó có số lượng ít nữa, em ghép combo luôn thì các anh sẽ câu được nhiều thể loại nha. 7.5 một vĩ nè, 8.1 vĩ size câu giết ạ. Và QH size số 9 này, size này cũng câu giết luôn, giết hoài trôi chép. Cái giết hoài cá trôi cá chép nha các. Còn đây là Gamakatsu. Gamakatsu size số 10. Size số 10. Còn này thì size khoảng tầm là 13. Hai vĩ này size tầm 13 nha các. Của Gamakatsu. Và trong combo này thì mình được tổng cộng là 7 vĩ nha, 7 vĩ tất cả. Có mã số là số 1 giá 150.000, mã số 1 giá 150. Khi các anh chốt đơn á, mình lưu ý giúp em là báo giùm em cái số là mã phụ kiện hay là mã máy nha các. Mã phụ kiện, mã máy hoặc mã cần. Mã số 1 giá 150.000. Và tiếp theo số 2 nha các. Số 2 sẽ là combo hai cuộn cước ạ. Hai cuộn cước câu. Cước này cũng là hàng bãi cho mua về nha các. Nhờ nó còn đầy nè, còn đầy. Chưa có qua sử dụng đâu nha các, vì nếu qua sử dụng rồi quấn lại không bao giờ nó được như này nha. Nhìn là mình sẽ rõ ngay. Đầu tiên sẽ một cuộn cước 3 chấm, cuộn này là 50 m nha các. Cước 3 chấm 50 m. Cước này cũng 3 chấm luôn, 3 cuộn đều 3 chấm hết ạ. Bên Nhật họ bán này 550 yên, 350 yên một cuộn. Còn bên này không ghi giá ạ. Ba cuộn nha các anh, ba cuộn size 3 chấm, có mã số 2 giá 99.000. Mã số 2 ba cuộn 3 chấm nha, giá 99.000 ba cuộn này. Mã số 2 nha các anh. Và tiếp theo số 3 ạ. Số 3. Mã này thì có hai cuộn. Số 3 nha. Vẫn còn nguyên hộp luôn. Có một cuộn nó vẫn còn nguyên hộp. Đây là size 0.8. Size 0.8 nha các. Cuộn này 50 m nè, của Turay. Turay nha. Sợi cước màu trắng ạ. Và một cuộn nữa cũng là size này hình như là size số 7.
Sao số 7 nha con. 75 mét một cuộn như này. 75 mét một cuộn. Và bên nhà họ bán là 800 nghìn. Nhưng mà size cước số 3 thì bạn. Size cước số 3. Họ để như này em không có. Hơi khó một tí. Size 7 nha các. Size số 7. Size cước số 7 này. Size cước to. Một cuộn 800 nghìn. 75 mét. Và combo này sẽ có mã số 3. Combo mã số 3 giá 99 nghìn. Combo mã số 3 giá 99 nghìn ạ. Hai cuộn. Tiếp theo số 4 nha các. Số 4. Cước xịn nha. Cước xịn. Hai được hai cuộn. Hai cuộn này thì vẫn còn nối liền luôn nha các. Hai cuộn này nối liền luôn. Là nếu mà canh vào máy thì sẽ được 100 m. 100 m cước. Size số 4 ạ. À. Giá bán bên Nhật 600 nghìn một cuộn. Hai cuộn nha các. Hai cuộn đều size số 4 hết. Giá 99 nghìn ạ. À. Giá 99.000 mã số 4 nha các. Mã số 4 giá là 99.000. Và tiếp theo số 5. Này, tiếp theo nè, mã số 5. Thì có một cuộn là size số 8. Một cuộn size số 8 còn một cuộn là size 20. Và cước size số 8 và cước size 20 nha các, kết hợp để câu biển này. Cuộn 20 này là một cuộn là 100 m luôn nha. Một cuộn 100 m, giá bán bên Nhật 800.000 một cuộn như này. Nó sẽ có nhiều màu nha các. Đa số những cái loại cước mà câu biển á, thường nó sẽ có nhiều màu để các anh tiện đo mét nước luôn. Và đây là cước xịn nè. Cước xịn một cuộn như này là 1.350 yên nha các. 1.350 yên. Size số 8. Cước để câu biển ạ. Một cuộn 50 mét cho các anh. Và combo 2 cuộn có giá là 150.000. Combo 2 cuộn mã số 5 giá 150.000 nha các. Hai cuộn. Mã số 5 nha. Và tiếp theo số 6. Tiếp theo mã số 6 này. Số 6 là cước Touray nha các, 3 cuộn luôn. Cái này có cước Touray nè, size số 5. Này mà các xem. Touray size số 5 một cuộn là 50 m và giá bán bên Nhật 300 nghìn một cuộn. Đây cũng là Touray luôn. Touray luôn nha các. Nhưng mà không để thông số nha. Không để thông số. Bên trong này vẫn còn cước. Vẫn còn cước ở bên trong. Này, cái này thì em chưa có nghiên cứu cách mở nha các. Nhờ nó vẫn còn cước nha. Này, vẫn còn cước bên trong này. Sợi cước này thì nhỏ thôi. Khoảng tầm là 0.8 nha các. 0.8. Cước Touray luôn ạ. Và một cuộn nữa là cuộn size số 5. Size số 5, một cuộn như này là 50 m, giá bán bên Nhật 600 nghìn ạ. Cuộn size số 5 nha các. Và combo này mã số 6 có giá 99 nghìn, combo mã số 6 giá 99 nghìn ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các, và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh, chúc các anh buổi tối vui vẻ nha.